hãy tưởng tượng bạn đang bước đi trên đường đời với làn gió nhẹ nhàng thổi mát sau lưng một tiếng thì thầm khích lệ bên tai và cảm giác rằng bất chấp những thăng trầm mọi thứ đều sắp xếp theo hướng có lợi cho bạn đây không chỉ đơn thuần là may mắn đó là dấu hiệu của việc được vũ trụ yêu thương và ưu ái sự ưu ái này không phải về việc được lựa chọn hay đặc biệt trong mắt thế giới mà là về cảm giác được kết nối được hướng dẫn và hỗ trợ trên hành trình độc đáo của bạn trong khi chúng ta đang đi trên con đường này sẽ có những dấu hiệu tinh tế nhưng mạnh mẽ tiết lộ sự kết nối của chúng ta với sự hỗ trợ của vũ trụ dưới đây là một vài dấu hiệu cho thấy bạn là một trong những người được yêu thích của vũ trụ một dễ dàng trôi chảy hãy hình dung điều này bạn đang thực hiện một dự án hoặc theo đuổi ước mơ thông thường bạn sẽ mong đợi những trở ngại thậm chí có thể chuẩn bị cho những khó khăn nhưng thay vào đó mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ những trở ngại tưởng chừng khó nhằn thì tan biến trước khi chúng thực sự trở thành thách thức giải pháp xuất hiện gần như ngay lập tức sau vấn đề cứ như thể có ai đó hoặc điều gì đó đã dọn đường phía trước cho bạn hiện tượng này nơi các nhiệm vụ và dự án diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi là một dấu hiệu cho thấy bạn có thể được vũ trụ ưu ái không phải là bạn sẽ không bao giờ gặp phải thử thách mà là cách những thử thách này được vượt qua một cách dễ dàng đến bất ngờ tưởng tượng bạn đang thực hiện một dự án và nhận thấy những nguồn lực con người phù hợp đến với bạn đúng thời điểm hoặc có lẽ bạn đang chạy đua với thời hạn và đột nhiên bạn được gia hạn giống như vũ trụ đang âm mưu giúp bạn thành công bây giờ hãy nghĩ đến cảm giác đi kèm với sự dễ dàng trôi chảy này có một cảm giác bình yên một sự tự tin thầm lặng rằng bất kể điều gì xảy ra mọi chuyện sẽ ổn thỏa điều này không có nghĩa là bạn ngồi yên không làm gì ngược lại bạn đang tích cực tham gia nhưng có một niềm tin tiềm ẩn rằng vũ trụ luôn ủng hộ bạn suy ngẫm về khái niệm này có thể khiến bạn nhớ lại những khoảnh khắc bạn đã trải qua sự trôi chảy này trong cuộc sống của chính mình có thể đó là một dự án tưởng chừng như đã thất bại nhưng vượt qua mọi nghịch cảnh nó lại trở thành một thành công vang dội hoặc một nỗ lực sáng tạo tuôn trào từ bạn một cách dễ dàng đến mức cảm giác như nó không đến từ bạn mà thông qua bạn trải nghiệm sự dễ dàng trôi chảy này giống như có một dòng điện nhẹ nhàng dẫn đường cho chiếc thuyền của bạn. Bạn vẫn chèo lái, bạn vẫn điều hướng, nhưng mặt nước bên dưới đang đẩy bạn về phía trước, giúp bạn tiến lên. Đó là lời nhắc nhở rằng trong khi chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình vận mệnh của mình, thì có những lúc vũ trụ sẽ sắp xếp để những nỗ lực của chúng ta được đền đáp, con đường của chúng ta trở nên suôn sẻ hơn. Dấu hiệu này, sự dễ dàng trôi chảy, là một cái thúc nhẹ từ vũ trụ một lời nhắc nhở rằng bạn được hỗ trợ, dẫn dắt và thực sự được ưu ái. 2. Vươn lên giữa những thử thách Cuộc sống luôn có cách đưa ra những thử thách bất ngờ, những khoảnh khắc khó khăn dường như kiểm tra giới hạn của chúng ta. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn gian nan này, một số người trong chúng ta lại trải qua sự trưởng thành sâu sắc nhất. Khi đối mặt với trở ngại, thay vì bị đánh gục, chúng ta lại thấy mình học hỏi, thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn cứ như thể những thử thách này không chỉ đơn thuần là chướng ngại vật mà là những bài học được ngụy trang được thiết kế tỉ mỉ để thúc đẩy sự phát triển của chúng ta quá trình trưởng thành giữa nghịch cảnh này không chỉ là về việc tồn tại mà là về việc phát triển mạnh mẽ mỗi thử thách đều mang theo hạt giống của một bài học một khi lĩnh hội được nó sẽ thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước phong phú hơn về kiến thức và kinh nghiệm có lẽ đó là một dự án thất bại dạy cho chúng ta tính kiên cường một cơ hội vụt mất làm nổi bật giá trị của sự kiên trì, hoặc một thất bại cá nhân giúp củng cố trí tuệ cảm xúc. Bản chất của những trải nghiệm này không nằm ở chính khó khăn, mà nằm ở sự chuyển mình sau đó. Sự trưởng thành trong những thời điểm khó khăn là minh chứng cho khả năng phục hồi và thích nghi của con người. Nó nhắc nhở chúng ta rằng hành trình của mình không được định nghĩa bởi những trở ngại en cao mà chúng ta gặp phải, mà bằng cách chúng ta phản ứng với chúng những người thấy mình trưởng thành khi đối mặt với nghịch cảnh thường là những người nhìn xa hơn sự khó chịu trước mắt và tìm kiếm bài học sâu sắc bên trong họ không hỏi tại sao điều này xảy ra với mình mà là họ có thể học được gì từ nó hơn nữa sự trưởng thành này góp phần vào việc hiểu sâu sắc hơn về bản thân và con đường của mình trong cuộc sống chính thông qua việc vượt qua thử thách chúng ta mới khám phá ra tiềm năng thực sự của mình học được sức mạnh của bản thân và hiểu được khả năng đồng cảm của mình kiến thức này trở thành một công cụ một hướng dẫn giúp vượt qua những thử thách trong tương lai một cách dễ dàng và tự tin hơn dấu hiệu của sự trưởng thành giữa những thử thách là một chỉ báo mạnh mẽ cho thấy được vũ trụ ưu ái nó cho thấy rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất vẫn có một bàn tay dẫn dắt đảm bảo rằng mỗi khó khăn đều có mục đích dạy dỗ chúng ta định hình chúng ta và cuối cùng giúp chúng ta phát triển thành phiên bản tốt nhất của chính mình đây chính là vẻ đẹp của tinh thần con người khả năng tìm thấy ánh sáng trong bóng tối biến đau đớn thành sức mạnh và biến mọi thử thách thành bàn đạp tiến tới sự vĩ đại ba những người phù hợp xuất hiện đúng thời điểm có điều gì đó gần như kỳ diệu về việc gặp đúng người vào đúng thời điểm cứ như thể vũ trụ đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ đưa một người nào đó bước vào cuộc sống của bạn người mang đến chính xác những gì bạn cần cho dù đó là tình bạn cơ hội hay sự khôn ngoan những khoảnh khắc này nổi bật không phải vì chúng hiếm gặp mà vì tác động sâu sắc của chúng lên hành trình của chúng ta chúng đến một cách nhẹ nhàng một lời giới thiệu hờ hững hay một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại thay đổi hướng đi của chúng ta theo những cách mà chúng ta không thể lường trước hãy nghĩ về người bạn xuất hiện khi nỗi cô đơn ập đến mang đến sự đồng hành và thấu hiểu hoặc người cố vấn bước vào con đường của bạn ngay khi bạn đang tìm kiếm sự hướng dẫn sự khôn ngoan của họ soi sáng những bước đi tiếp theo của bạn đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đúng hơn là cách vũ trụ cung cấp sự hỗ trợ cứ như thể có một mạng lưới vô hình kết nối chúng ta với những người phù hợp vào thời điểm hoàn hảo đảm bảo sự phát triển và tiến bộ của chúng ta vẻ đẹp của những cuộc gặp gỡ này nằm ở sự giản đơn và thời điểm diễn ra bạn có thể đang vật lộn với một quyết định và cuộc trò chuyện với một người quen mới mang đến một góc nhìn mà bạn chưa từng cân nhắc hoặc có lẽ bạn đang theo đuổi một giấc mơ và ai đó bước vào cuộc sống của bạn để mở những cánh cửa tưởng chừng như đã đóng chặt những tương tác này mang một ý nghĩa quan trọng một cảm giác rằng chúng được định sẵn để xảy ra việc thừa nhận vai trò của những mối liên hệ đúng thời điểm này sẽ mời gọi nhiều điều hơn nữa vào cuộc sống của chúng ta đó là sự công nhận về sự kết nối giữa các hành trình của chúng ta một lời nhắc nhở rằng chúng ta không đơn độc trong những nỗ lực của mình những người phù hợp vào đúng thời điểm không chỉ cung cấp sự trợ giúp họ mang đến cảm giác thuộc về một lời nhắc nhở rằng chúng ta là một phần của một câu chuyện lớn hơn mỗi người chúng ta đều đóng một vai trò trong cuộc sống của nhau hiện tượng kết nối đúng thời điểm này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy được vũ trụ ưu ái nó trấn an chúng ta rằng con đường của chúng ta đang được theo dõi rằng chúng ta được hướng dẫn và hỗ trợ theo những cách vô hình chấp nhận những cuộc gặp gỡ này làm phong phú thêm hành trình của chúng ta dệt vào câu chuyện của chúng ta những sợi chỉ của vận mệnh chung và sự phát triển lẫn nhau. Đó là lời nhắc nhở để cởi mở, chào đón những mối liên hệ này và nhận ra chúng như những món quà quý giá, được sắp đặt hoàn hảo và có tác động sâu sắc. Bốn ước mơ và khát vọng bắt đầu thành hiện thực. Sẽ đến một thời điểm, những ước mơ và khát vọng âm ý cháy bỏng trong tâm trí bạn bắt đầu hình thành trong thế giới thực. Đây không phải là suy nghĩ viễn vông hay sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là việc chứng kiến những kết quả hữu hình từ hy vọng và nỗ lực của bạn cho dù đó là đạt được mục tiêu đã theo đuổi từ lâu xây dựng một mối quan hệ ý nghĩa hay hiện thực hóa một khát vọng cá nhân những biểu hiện này đều là sự khẳng định mạnh mẽ về sự hỗ trợ của vũ trụ hành trình đến thời điểm này thường được đánh dấu bởi sự kiên trì niềm tin và niềm tin sâu sắc vào khả năng đạt được điều mong muốn nó liên quan đến việc đặt ra mục tiêu nỗ lực thực hiện và duy trì thái độ tích cực ngay cả khi mục tiêu dường như không thể đạt được sau đó gần như kỳ diệu mọi thứ bắt đầu khớp nối các cơ hội xuất hiện hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn những quyết định của người khác dường như không liên quan lại mở ra những cánh cửa mới cho bạn và các nguồn lực bạn cần sẽ có sẵn vào đúng thời điểm sự biểu hiện của những ước mơ và khát vọng này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vũ trụ không chỉ lắng nghe mà còn tích cực hỗ trợ hành trình của bạn nó là lời nhắc nhở rằng suy nghĩ của chúng ta kết hợp với hành động có sức mạnh định hình thực tế của chúng ta quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra ngay lập tức đôi khi nó là kết quả của nhiều năm cống hiến và chăm chỉ nhưng khi điều đó xảy ra cảm giác như vũ trụ đã dàn xếp một chuỗi sự kiện hoàn hảo để biến ước mơ của bạn thành hiện thực hơn nữa dấu hiệu này khuyến khích chúng ta mơ ước lớn hơn và hướng tới những mục tiêu cao hơn nó cho chúng ta thấy rằng không có gì là quá xa vời hay không thể đạt được nó dạy chúng ta tầm quan trọng của sự rõ ràng trong mong muốn sức mạnh của niềm tin và sức mạnh của sự kiên trì sự biến hiện của những ước mơ và khát vọng của chúng ta là minh chứng cho sự hợp tác của chúng ta với vũ trụ một điệu nhảy đồng sáng tạo nơi những nỗ lực và sự hỗ trợ của vũ trụ gặp nhau khi những giấc mơ bắt đầu thành hiện thực đó là tín hiệu để tạm dừng và nhìn nhận lại hành trình để ăn mừng những cột mốc quan trọng và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của vũ trụ. Nó cũng cố sự hiểu biết rằng trong khi chúng ta là những kiến trúc sư cho những ước mơ của mình, thì vũ trụ đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho chúng tồn tại. Mối quan hệ hài hòa giữa khát vọng của chúng ta và sự hậu thuẫn của vũ trụ là lời nhắc nhở sâu sắc về phép màu mở ra khi chúng ta hòa hợp với con đường thực sự của mình. Năm, kết nối sâu sắc với thế giới. Có những khoảnh khắc mà thế giới xung quanh chúng ta dường như đang nói trực tiếp với trái tim chúng ta. Một cơn gió bất chợt ùa đến khi bạn đang nghi ngờ, một đàn chim bay lơ lửng trên cao khi bạn nghĩ về sự tự do, hoặc vẻ đẹp thanh bình của hoàng hôn xoa dịu tâm trí đang rối bời. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là những khoảnh khắc thiên nhiên phản chiếu thế giới nội tâm của chúng ta, mang đến những thông điệp cộng hưởng sâu sắc với hành trình của chúng ta mối liên hệ sâu sắc này với thế giới tự nhiên cho thấy vũ trụ không chỉ nhận thức được con đường của chúng ta mà còn tích cực hỗ trợ nó cảm nhận một sự kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên không chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó đó là về việc hiểu ngôn ngữ của trái đất và vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta đối với những người hòa hợp với mối liên hệ này thiên nhiên trở thành người hướng dẫn nguồn cảm hứng và nơi chốn an ủi cứ như thể thế giới tự nhiên đang đối thoại với chúng ta cung cấp các biểu tượng và dấu hiệu để hướng dẫn bước đi của chúng ta và xoa dịu tâm hồn mối liên hệ này thường được cảm nhận rõ nhất trong những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên đó có thể là đi bộ trong rừng nơi những cây cổ thụ dường như mang lại sức mạnh và sự ổn định hoặc khoảnh khắc yên tĩnh bên bờ biển nơi thủy triều lên xuống phản ánh chu kỳ tự nhiên của sự sống và thay đổi trong những khoảnh khắc này thiên nhiên nói với chúng ta về khả năng phục hồi đổi mới và sự kết nối của vạn vật thế giới tự nhiên với sự thông thái không lợi của nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là một phần của một tổng thể lớn hơn nó dạy chúng ta sống hòa hợp với nhịp điệu của trái đất tôn trọng chu kỳ phát triển và suy tàn và tìm thấy sự bình yên trong sự hiện diện đơn giản của thế giới tự nhiên mối liên hệ này có thể vô cùng an tâm một dấu hiệu hữu hình cho thấy vũ trụ đang hòa hợp với nhu cầu và mong muốn của chúng ta trải nghiệm kết nối với thế giới tự nhiên như một dấu hiệu được vũ trụ ưu ái nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không bao giờ đơn độc trên hành trình của mình bản thân trái đất với những chu kỳ bất tận và vẻ đẹp vô biên hỗ trợ và hướng dẫn chúng ta mang đến sự khích lệ thầm lặng và trí tuệ vượt thời gian đó là lời nhắc nhở rằng trong mỗi chiếc lá mỗi viên đá và trong mỗi cơn gió thoảng qua đều có một thông điệp một bài học và một dấu hiệu về sự hỗ trợ sâu sắc của vũ trụ đối với con đường của chúng ta xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị.